Mình xin chào các bạn. Phía trước của các bạn đang xem đây là chiếc xe SH. SH này từ năm 2013 đến năm 2016 các bạn. Đó, đây là xe SH xài sử dụng cái bóng halogen, cái bóng sạch sợ đốt nha các bạn nha, sợ tóc nha. Đó, thì mình sẽ xin chia sẻ đến các bạn là hiện tại thì đã có cái bát lắp như zin luôn các bạn nha. Cái bát này là bát sắt. Đó. Đó. Nó 3 ly là các bạn. Nó rất là cứng cáp luôn ha, và bắt lắp đặt như zin. Và sau này các bạn không thích có thể về zin được nha các bạn. Lắp đi cầu bây giờ là rất là đơn giản luôn các bạn ơi, công nghệ rất là nhiều nên sản xuất rất là nhiều bát luôn ha. Và lắp đặt như zin, đây là cái miếng lưới mà hồi mình đặt vô. Sẽ có một cái video tiếp theo cho các bạn xem tham khảo thêm. Đây là cái chó zin của mình ha, không có đục khoét gì trên chó zin nha các bạn. Sau này về zin vẫn được nha các bạn nha. Đó, anh trai sử dụng là billet Kenzo S600 nha các bạn. Kenzo S600 nè. Code 55 pha 65, có trợ pha, sử dụng chip led off ram luôn các bạn nha. Đó, ok. Đây là chụp xi mình đã sơn màu đen lại cho anh luôn. Chung là làm giữ zin hoàn toàn. Đó, đây là cái bát này các bạn. Đó, cái bát này rất là cứng các bạn nha. Các bạn xài mà chắc mấy đời xe luôn á, cái bát này chưa hư các bạn. Đó, ok ha. Và chuẩn bị là mình đã lắp đặt lên xe nè các bạn. Lắp đặt như zin luôn, cũng không có đục khoét gì nhiều nha các bạn. Rồi ok. Và bắt thêm hai ốc. Ốc này khách hàng tự chọn luôn. Đây là ốc Titan. Bạn nào có nhu cầu làm xin liên hệ shop mình ha. Đây, địa chỉ shop mình. Rồi chuẩn bị mình lên xe. Sẽ có các bạn nhớ xem hết video nha. Nè các bạn, đây là quá trình mà khi mà đặt lưới vào và có ốc titan hai bên để giữ miếng lưới này, thì các bạn đã thấy nha, lắp đặt như zin luôn nha các bạn. Đó, ok, xe này là SH đó, 2013 đến năm 2016 các bạn. 17 vẫn còn nha các bạn, 17 là vẫn còn ha. Đó, rồi ok, cảm ơn các bạn đã xem. Xin chào các bạn nha, lại xong rồi các bạn ơi, đây là chiếc xe SH 2013 đến năm 2016 nha các bạn. Độ billet Kenzo S600. Đó, phía trước của các bạn đang xem đây là hoàn thiện lên xe nha. Rất là đẹp luôn các bạn ơi. Đó. Thì đây là cái chó đèn zin của xe nè các bạn. Đó, đây kính đèn zin nè. Đó. Sau này mình về zin thì 1 phút 30 giây là về zin xong xuôi luôn các bạn nha. Đó rồi. Ok. Ở chế độ đèn sương mù thì anh khách hàng chọn là vòng thiên thần màu xanh ngọc, mắt quỷ là đỏ nha các bạn. Quan trọng nhất là ánh sáng các bạn ơi. Vòng thiên thần mắt quỷ là chỉ đẹp thôi, quan trọng nhất là ánh sáng nha. Ánh sáng của Kenzo S600 thì hiện tại đang là nắm trùm phân khúc tầm trung nha các bạn. Đó, công suất là code 55 pha 65, bản này tiếp cận laser. Đó. Code pha thì có trợ pha nha các bạn nha, sử dụng chiếc led off ram. Hiện tại đây là quả bi đang nắm trùm và cũng là đồng thời là quả bi ngắn gọn nhất hiện tại luôn các bạn nha, ngắn siêu ngắn gọn luôn các bạn nha. Các bạn lắp vô cái chiếc xe SH này thì nó rất là dễ dàng luôn các bạn, nó không cấn gì hết ha. Rồi ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều đã xem hết cái video nha. Bạn nào có nhu cầu làm xin liên hệ shop mình, địa chỉ là 235C đường Phan Anh, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân nha các bạn. Số điện thoại là 0346669656 các bạn nha. Rồi, cảm ơn các bạn.